Rồi hello anh em, thì này mình sẽ có kèo đối đầu với lại tên bạn là sẽ có cái bộ tướng đánh giao tranh rất mạnh luôn nha các bạn, cho nên tổng nha. Ok, hai này mình đều cầu mình hạ được tu lên các bạn. Tên bạn thì có thanh niên đây 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 đây, có thanh niên là A Tuấn nè, với thanh niên A Tuấn chung với lại A Gia. Đấy, hai thanh niên này là đi chung với nhau là thôi ôi bá cháy bùa chết luôn. Rồi bên kia thì tên bạn sẽ là Yuka. Ừ, đóng gì đóng biến. Ui, từ từ. Ôi, lượm Yuka luôn các bạn ơi. Rồi. Ôi, chở mình lên. Ôi, pha này chạy lỏ rồi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Thắng vô danh, rồi. Mình vẫn chạy được các bạn. Rồi, hạ được 4 người trên bạn luôn. Ôi, double kill luôn rồi kìa. Triple kill luôn. Đây là đồ săn quá các bạn. Đánh này. Rồi, lụm luôn. Em bạn thì bộ tướng khá là mạnh nên là ép tên mình từ đầu game tới nãy giờ. Tên mình bây giờ đánh không nổi luôn các bạn, cầu ra nè coi. Rồi, tốc biến lên chơi này nè. Bắt luôn. Rồi. Đấy, tên mình bắt đầu là có được thanh niên Bijan các bạn. Chở là cứ tông thẳng vô thôi. Arthur là có Aya là ỷ mạnh nên là đánh mình là nó cầu quá nè, cầu quá nè. Rồi thêm một lần nữa pha này quỷ gì cho mạng các bạn ơi. Quỷ gì rồi. Ồ Yuga thì cũng lên bảng luôn. Rồi. Ok. Với sạch luôn bạn, ngon pha này win thôi. Tem mạng mặc dù mạnh nha nhưng mà tem mình có cái lợi thế là bắt chủ lực nha. Rồi, thôi win thôi. Trận đấu này đơn giản mà dễ hiểu thôi bạn ơi. Mình vẫn không nằm lại mạng nào nha. Trận này tem là mình đi AD các bạn, không có AD luôn. Đánh được giáo án gì mà